sức tận tâm tận lực nhất đi từng ly nhé. Chính lợi cho một sự kiên trì kiên nhẫn chờ đợi hết sức của mình tận. Đây là cuộc đấu gì? À, đường đua số 4 thầy Luân đã bắt Phạm Huy là bắt. À, đó là trọng tài đã bắt Phạm Luật. Đúng rồi. Đường đua số 2 cũng đã dừng lại cuộc chơi. Chỉ còn lại đường đua số 1, số 3 và số 5. Ba lớp 71, 73, 75 đang trên đường giành chiến thắng chức chủ tịch này sẽ giành nhiều lớp nào đây? Hết sức là bình tĩnh. Bây giờ bạn nào chống chân, bạn đó dở ba, không có gì phải sợ hết, đúng không? Bạn là gì trước thì bạn nó cũng dở ba. Về sau phạm quy sau giải càng cao, không có gì phải nuôi bớt. Rồi như vậy là còn lại nhất nhì chỉ thuộc về lớp 81 và 71 và 75. À, 71 75 đang can cửa. Ai về trước và ai sẽ là về sau? Về sau là nhận quà lớn hơn nha. Cố gắng. Rồi. Rồi luôn.